Huỳnh Nguyễn Mai Phương là ai? Tân Miss World Việt Nam 2022, gia sư, con trai Lệ Quyên. Huỳnh Nguyễn Mai Phương là đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trước đó, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và dừng chân với thành tích top 5. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người đẹp Đồng Nai tiếp tục thử sức với cuộc thi nhan sắc lớn. Tối 12 tháng 8, tại đêm chung kết Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc để chạm đến ngôi vị cao nhất, trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Lương Thùy Linh. Huỳnh Nguyễn Mai Phương là tên thật của đương kim Hoa hậu Miss World Việt Nam 2022. Cô sinh ngày 30 tháng 9 năm 1999, năm nay 23 tuổi, quê ở Đồng Nai. Cô cao 1m70, số đo 3 vòng lần lượt là 82, 63, 92. Các giải thưởng của Huỳnh Nguyễn Mai Phương tại Miss World Việt Nam 2022. Tối 12 tháng 8, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã trở thành đương kim Hoa hậu Miss World Việt Nam. Ngoài ra, cô còn nhận thêm rất nhiều giải phụ như Người đẹp du lịch, Người đẹp thể thao, Người đẹp thời trang, ấn tượng vòng gặp mặt, top 9. Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng thắng giải Queen Talk thử thách tiếng Anh. Sự nghiệp của Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Huỳnh Nguyễn Mai Phương sở hữu nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ, thuần Việt. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, với lợi thế về chiều cao và ngoại hình nổi bật, Mai Phương đã sớm bén duyên với các cuộc thi nhan sắc. Năm 2018, Huỳnh Nguyễn Mai Phương tham gia Hoa khôi Đại học Đồng Nai và giành giải thưởng cao nhất. Không vì mải mê với nhan sắc mà quên đi việc củng cố tri thức, Huỳnh Nguyễn Mai Phương sở hữu thành tích học tập khủng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô từng đạt giải nhì và giải ba cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia bộ môn tiếng Anh. Năm lớp 11, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã đạt IELTS 6.5. Sau này, với những nỗ lực của mình, người đẹp thành công chinh phục cột mốc cao hơn là IELTS 8. Có thể nói rằng ngoại ngữ chính là điểm cộng lớn cho Mai Phương khi cô tham gia các cuộc thi nhan sắc. Ngoài ra, Mai Phương cũng là cô gái biết suy nghĩ thấu đáo và thương cha mẹ. Người đẹp từng chia sẻ, cô trúng tuyển một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng cô đã chọn tiếp tục học tập tại gần nhà để có thể chăm sóc cho ba mẹ và tiết kiệm chi phí. Năm 2020, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam. Ở tuổi 19, người đẹp nhận về những lời khen ngợi tích cực về nhan sắc. Tuy nhiên, thời điểm đó, vóc dáng và kỹ năng trình diễn của cô chưa thực sự nổi bật để đến sâu hơn. Kết quả chung cuộc, Huỳnh Nguyễn Mai Phương dừng chân ở top 5 chung cuộc cùng giải thưởng phụ Người đẹp nhân ái, ngôi vị Hoa hậu thuộc về Đỗ Thị Hà. Bước ra từ cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia, Huỳnh Nguyễn Mai Phương chứng minh năng lực của bản thân, khẳng định hình ảnh người đẹp đa năng. Cô thử sức với vai trò MC, mẫu ảnh, gia sư ngoại ngữ, v.v. Hai năm sau, Huỳnh Nguyễn Mai Phương quyết định thử sức mình một lần nữa với sân chơi nhan sắc. Cô tham dự Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trải qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa rồi, Mai Phương đã đúc kết thêm được nhiều kinh nghiệm và bản thân mình cũng muốn mang đến một Mai Phương thật mới mẻ để lần nữa thử sức cũng như thể hiện những khả năng khác của mình tại Miss World Việt Nam 2022. Bên cạnh đó, cũng nhờ sự tin yêu và ủng hộ của gia đình, bạn bè, cũng như rất nhiều những người đã theo dõi Mai Phương từ cuộc thi trước, đã tạo nên nguồn động lực rất lớn khiến Mai Phương quyết định trở lại đường đua sắc đẹp này. Người đẹp từng chia sẻ với truyền thông về quyết định dự thi nhan sắc một lần nữa. Dù là gương mặt cũ, nhưng người đẹp 23 tuổi luôn mang trong mình tâm thế nỗ lực hết mình để tỏa sáng. Tối 12 tháng 8 năm 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu thuyết phục với những câu ứng xử thông minh trong sự chúc mừng của đông đảo khán giả. Cụ thể, khi được Hoa hậu Trần Tiểu Vy hỏi, nếu được lựa chọn giữa tạo ra 1.000 việc làm cho người khó khăn và cung cấp 1.000 bữa ăn cho trẻ em đang thiếu lương thực, bạn chọn điều nào? Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã trả lời cả hai việc đều rất cấp thiết, vì thế cô chọn làm song song cả hai, vì có thể làm cả hai công việc thật tốt. Mai Phương cũng cho rằng 1.000 công việc đã tạo ra hàng triệu triệu bữa ăn trên thế giới. Với câu hỏi về bản sắc dân tộc, Mai Phương nói rất thuyết phục về cách giữ gìn bản sắc qua những lời xin chào, những món ăn đậm chất Việt hay cả những trang phục đậm chất Việt. Bên cạnh đó, phần trả lời ứng xử bằng tiếng Anh của cô cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Có thể nói, hai phần ứng xử xuất sắc đã giúp cho người đẹp trở thành đương kim Miss World Việt Nam 2022, mang trên mình sứ mệnh kế nhiệm Lương Thùy Linh đến với Miss World Hoa hậu Thế giới trong tương lai gần. Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương gây ấn tượng với tài lẻ khác như ca hát, đàn guitar, piano. Trong đêm chung kết, Mai Phương tạo thiện cảm với phong thái tự nhiên, trình diễn uyển chuyển. Đời tư của Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Huỳnh Nguyễn Mai Phương được khán giả yêu mến với hình ảnh sạch, scandal.
Chuyện đời tư của cô được chú ý nhiều hơn có lẽ là ồn ào với doanh nhân Đức Huy, chồng cũ của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Với những hình ảnh xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện thân mật, nhiều đồn đoán dấy lên cho rằng cả hai có quan hệ tình cảm, nhất là khi doanh nhân Đức Huy chia sẻ khoảnh khắc Huỳnh Nguyễn Mai Phương là gia sư riêng cho con trai của mình. Tuy nhiên, người đẹp Đồng Nai nhiều lần lên tiếng phủ nhận, cô cho biết giữa họ chỉ là mối quan hệ liên quan đến công việc. Trong nhiều lần chia sẻ cùng truyền thông, Hoa hậu Mai Phương cho biết những ồn ào đời tư không ảnh hưởng đến kết quả của cô khi tham dự Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.